Xin chào các bạn, BeMart đã quay trở lại với chuỗi series review về các sản phẩm tiện ích trong gia đình. Hy vọng sự quay trở lại lần này sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Và ngày hôm nay trong số quay trở lại đầu tiên này, chúng mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc máy đang siêu hot hit trên thị trường hiện nay. Đó chính là chiếc máy xay nấu đa năng Ranben 732G. Chiếc máy này được ví như một robot siêu năng lực trong căn bếp của nhà bạn. Và các bạn có tò mò không nhỉ? Hãy cùng mình đập hộp chiếc máy này để xem bên trong có điều gì đặc biệt nhé. Đây có lẽ là chiếc nắp của cuốn xay này. Phần thân máy cầm chắc chắn và khá là nhẹ tay. Tiếp đến là phần đây là cái cối xay. Một bộ sách hướng dẫn đi kèm. Và một bộ phận nữa, đây chắc là cái dụng cụ nhồi trong khi mình thao tác. Như vậy là mình đã vừa được hộp xong chiếc máy xay đa năng Ranben 732G và trên bàn đang là tất cả các bộ phận của máy. Về tổng quan thì máy sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần thân máy. Phần thứ hai là phần cối xay và đi kèm với cả chiếc nắp máy. Ngoài ra thì máy có đi kèm một số các phụ kiện. Đây là một chiếc cốc đong 100ml này, một chiếc xửng hấp, một gậy dùng để nhồi nguyên liệu. Đây là một chiếc lưới lọc, một chiếc bàn chải nhỏ chắc là dùng để vệ sinh máy. Ngoài ra thì còn có một quyển sách hướng dẫn. Trong quyển sách hướng dẫn này sẽ có hướng dẫn chi tiết cụ thể về các cách sử dụng máy. Ngoài ra thì có đi kèm về các công thức để nấu các món ăn từ cái chiếc máy này. Sau đây thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về chi tiết hơn các bộ phận của máy. Đầu tiên là phần thân máy. Phần thân máy có kết cấu khá là chắc tay. Dưới chân thì có 4 chân và có nút cao su giúp chống trượt. Cái máy này khá là chắc tay, tuy nhiên thì bạn có thể dễ dàng di chuyển trong căn bếp của bạn. Các bạn có thể thấy phía trước thân máy sẽ có một bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với cả một vòng xoay cơ học giúp cho các thao tác của bạn nhanh và chính xác hơn. Xung quanh vòng xoay đã hiển thị đầy đủ 9 chức năng bằng hình ảnh và ngôn ngữ giúp bạn có thể thao tác một cách chính xác và dễ dàng. Phía trên thân máy các bạn có thể thấy 4 vị trí chân cối xay. 4 vị trí này được bọc bằng cao su nguyên chất và cả có tác dụng làm giảm tiếng ồn, ổn định vị trí máy trong quá trình sử dụng. Chân tiếp xúc có răng silicone bảo vệ giúp chống thấm nước và chống rò điện. Một chiếc nút này mình nghĩ đây là tính năng ưu việt nhất của dòng máy này, đó chính là tính năng an toàn thông minh. Máy chỉ vận hành khi cối và nắp máy được đặt đúng vị trí. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về các chi tiết của phần thân máy. Sau đây mình sẽ cùng các bạn đi vào phần cối máy nhé. Phần cối máy được thiết kế gồm hai phần, một là phần nắp và hai là phần cối xay. Cối xay như các bạn thấy thì mình cầm khá là chắc tay và được làm bằng chất liệu thủy tinh, chịu đến lực và chịu đến nhiệt độ lên đến khoảng 300 độ C. Tay cầm được thiết kế với lớp ngăn cách chống bỏng giúp an toàn cho người sử dụng. Phần nắp cối được thiết kế rất đặc biệt với 3 lớp silicone tạo hiệu quả chống tràn cao. Ngoài ra phía trên nắp có một nắp phụ giúp bạn dễ dàng bỏ thực phẩm vào trong cối trong lúc máy đang hoạt động. Phần bên trong cối xay chính là điểm đặc biệt nhất và mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là phần lưỡi dao. Lưỡi dao được thiết kế rất đặc biệt, 3 lớp gồm 8 lưỡi dao với kỹ thuật đào 4 chiều giúp nâng cao hiệu quả xay và độ đồng đều cho thực phẩm. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng tìm hiểu về các chi tiết của máy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp máy và sử dụng máy. Đầu tiên mình sẽ lắp phần cối máy và phần thân máy. Các bạn lưu ý hãy để cho phần chân tiếp xúc của cối và thân máy tốt với nhau. Với tính năng cảm biến thông minh để máy có thể hoạt động được, các bạn lưu ý khi đậy nắp, hãy xoay nắp sao cho chốt an toàn, thẳng hàng so với cả tay cầm. Như các bạn có thể thấy, nếu lắp đúng khi mình cắm điện vào thì máy sẽ phát ra một tiếng kêu bíp, báo hiệu rằng máy sẵn sàng hoạt động. Trong trường hợp bạn cắm điện mà không thấy máy phát ra tiếng kêu thì các bạn sẽ kiểm tra lại thao tác lắp máy. Sau đây mình sẽ cùng các bạn test một vài tính năng nổi trội của máy này. Đầu tiên thì mình sẽ thử với các nguyên liệu cứng. Ở đây thì mình có đá viên, mình sẽ thử cho vào trong máy. Và mình sẽ đóng khóa nắp vào theo như hướng dẫn ban đầu.
Khi máy đã kêu tiếng beep thì máy sẵn sàng hoạt động. Các bạn sẽ xoay vòng xoay đến chế độ Smoothie. Sau đó ấn nút Start ở giữa bản điều khiển cảm ứng để cho máy bắt đầu hoạt động. Chế độ xay nguyên liệu cứng. Sau đây mình sẽ test thêm một chế độ mà mình nghĩ rằng đây là chế độ mà mọi người đang đều rất là quan tâm, đó chính là chế độ xay sữa hạt. Với chức năng xay sữa hạt, máy sẽ có hai chế độ, đó chính là làm sữa loãng và làm sữa đặc. Sau đây mình sẽ cùng các bạn test về chế độ làm sữa loãng nhé. Các bạn có thể cho một ít hạt sen, cho một chút nước. Và các bạn đóng nắp lại theo đúng hướng dẫn. Khi máy lên một tiếng kêu beep là máy đã bắt đầu sẵn sàng hoạt động. Các bạn xoay núm về chế độ sữa loãng và ấn Start để máy bắt đầu hoạt động. Như vậy chỉ với 15-20 phút là bạn đã có một mẻ sữa hạt thơm ngon dành cho gia đình của bạn rồi. Như vậy là mình đã vừa test xong 2/9 chức năng của chiếc máy xay đa năng Randem 732G. Ngoài 2 chức năng trên thì máy còn có những chức năng khác đi kèm. Đầu tiên là chế độ làm sạch, xay hoa quả, xay sinh tố, làm sữa loãng, làm sữa đặc, nấu súp, nấu sữa ngô, nấu cháo và chế độ cuối cùng là chế độ hấp. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu tất tần tật về chiếc máy xay đa năng Randem 732G. Đây là một gợi ý không tồi nếu như các bạn đang tìm cho mình một chiếc máy xay đa năng nhỏ gọn, tiện ích. Cảm ơn các bạn theo dõi video này của chúng mình. Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like, share và comment xuống bên dưới để chúng mình có những ý tưởng mới cho video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại!